Hi everybody, welcome back to my Hotel Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hotel Nightmare Gameplay. Mình chào stream 12 thế kênh ngày nay. Hãy bắt đầu nội dung game đầu tiên cho mọi người cùng bạn này.
vào với người anh được không ạ? Ba thứ đầu tiên này. Chiếc bình nước này bạn đổ đến nước cho mình nhé. Ở đây nhỉ bạn. Thứ ba thứ đấy chưa ạ? Thank you.
phương anh đó. Oh my god. Mình đã quay lại quá sớm quá. Ok, Scary Butcher 3D. Bắt đầu diễn ra đầu tiên à? Go ahead.
ra đi vào trong các bạn. I will cut you all over until you bleed out, little pig. Now I've got you, you slimy little worm. I will skin you. Kill, kill, kill. Rats, who dares to steal my dinner? What's the room is here? Hospital.
chắc ở đây này, chắc thành công các nhỉ. Chưa có gì tiếp theo. Standard Rising 2. Thì vẫn đủ dấu hiệu này có được chuẩn thác ở đây các bạn nhé, chuẩn thác ở Slam này trong phần 2 này. Không biết những cái dây thời gian mình chuyển sang tin tiếp theo nữa trong trường hợp này nào. Demonic Menu 2.
tức là thiếu một bức tranh rồi. Thì tìm thêm được một nồi gì vậy, hãy để sang đây xong khám phá tiếp tự nhiên này vậy. Đây sẽ tự nhiên tiếp theo nào. House of Slenderina. Thank you.
Okay, I think it's okay. Hoặc thì tiếp theo nữa qua chạy tới em nào hết. Thì cho tìm ra thêm 3 mảnh nữa đi đủ 8 mảnh thì có thể trốn thoát được ở đây các bạn, trốn thoát là còn đến từ đây acid to này các bạn, các bạn chuyển qua cái tiếp theo nào. Basic education. Problem one. Good one. Good one. Problem. Thank you.